Đây là một chiếc video chứa rất là nhiều mẹo hay để chỉnh sửa hình ảnh trên điện thoại. Những mẹo hay nhất rất là dễ, mình đảm bảo là ai cũng có thể làm được. Bạn nhớ theo dõi đến cuối video nhé, vì rất là nhiều điều thú vị đang chờ bạn mà hầu như là ít ai nói cho bạn biết. Khi iPhone được cập nhật từ bản iOS 16 thì chức năng tách phông nền cho ảnh chỉ bằng một cú chạm, giúp cho việc cắt ghép ảnh dễ hơn rất là nhiều. Thậm chí còn giúp bạn thả cá ra ngoài sông bất cứ lúc nào. Ồ, cái này mình đùa thôi nha. Rồi, vô vấn đề chính đây. Bạn muốn thay đổi nền cho ảnh giúp bạn có ảnh đi du lịch khắp nơi trên thế giới rất là dễ. Đầu tiên là bạn chọn ảnh, chạm giữ. Lúc này sẽ xuất hiện cái lệnh là sao chép và chia sẻ. Bạn bấm vào sao chép, tiếp theo là mở Instagram lên, bấm vào dấu cộng, tìm cái cảnh có sẵn trong album ảnh, bấm vào ảnh để xuất hiện cái lệnh dán. Bạn bấm vào dán ảnh đã được sao chép trước đó. Rồi bây giờ bạn có thể điều chỉnh vị trí, rồi phóng to, thu nhỏ tùy theo ý thích của bạn. Tiếp theo là bạn vào cái dấu ba chấm để lưu lại ảnh hoặc là có thể đăng lên story ngay. Sau đó là mở album ảnh lên để xem lại kết quả. Tương tự bạn có thể ghép bất cứ ảnh nào mà bạn thích và lưu lại thôi. Cá nhân mình cảm nhận chức năng ghép ảnh này là khá là ổn và cái ảnh cho ra cũng khá là tự nhiên. Mình có một cái cách khác nhanh hơn và dễ hơn rất là nhiều. Bạn mở ảnh lên, chạm vào ảnh xuất hiện cái lệnh chia sẻ và sao chép. Bạn bấm vào chia sẻ, tìm đến cái dòng phím tắt cắt ảnh 3D trong cái menu chia sẻ. Lúc này bạn có thể điều chỉnh theo ý thích và lưu lại ảnh. Do cái cách bạn chọn ảnh đi ghép và cái phong cảnh phù hợp thì kết quả cho ra là khá là tự nhiên và đẹp. Sau đây là mình làm chậm một lần nữa để các bạn thực hành theo nhé. Những cái bức ảnh được ghép lồng vào nhau như thế này đang là xu hướng vì trông rất là nghệ. Và đây là cái cách làm mà nó cũng rất là dễ. Trước tiên bạn chọn cái ảnh mà bạn muốn làm mờ. Bạn bấm vào để xuất hiện cái lệnh chia sẻ và sao chép. Bạn bấm vào chia sẻ. Bạn kéo lên và tìm đến cái phím tắt cắt ảnh 3D. Tiếp theo là chọn ảnh nền. Một cái mẹo là bạn nên chọn cái ảnh nền có cái không gian rộng thì sau khi ghép nó sẽ đẹp hơn. Sau khi điều chỉnh vị trí vừa ý, bạn bấm vào cái độ mờ, điều chỉnh độ mờ theo ý thích của bạn và thông thường thì khoảng tầm từ 30-50% là vừa. Tiếp theo là bấm vào xong để lưu lại bức ảnh của mình. Bạn có thể tự do sáng tạo tùy theo ý thích của mình để tạo ra những bức ảnh vô cùng lạ mắt. Các bạn chú ý là nhớ bấm vào cái chữ chia sẻ chứ không phải là cái chữ sao chép nha các bạn. Đừng có nhầm lẫn nhé.
Nếu trên điện thoại của bạn chưa có cái phím tắt này thì hãy nhớ theo dõi đến cuối video nhé. Khi bạn đi chơi mà được chụp cho rất là nhiều hình, tới nhà thì kiểm tra lại hình xem lại thì là rất là nhiều hình bị nhắm mắt. Vừa nhắm mắt, ê, mắt bị nhắm, nào là rồi bị rung tay, bị mờ nét, bị mờ ảnh nữa chứ. Làm cách nào mà mình sửa được cái lỗi này? Có nghĩa là làm cho hình nó rõ nét lại nè. Rồi đang hình đang bị nhắm mắt này làm sao để mà mở mắt được? Để sửa được cái lỗi mà nhắm mắt với lại mờ ảnh này á, thì bạn phải mở bức ảnh lên. Tiếp theo là bạn kiểm tra xem cái bức ảnh này trước đó đã được chụp bằng chức năng Live Photo trên điện thoại iPhone hay không. Bấm giữ vào bức ảnh. Thì bức ảnh, khi mà bức ảnh nó chuyển động thế này á, thì có nghĩa là ảnh này được chụp ở chế độ Live Photo. Là bạn nhìn trên góc trên trái nó có chữ Live như thế này, thì là ảnh này được chụp ở chế độ Live Photo. Chức năng chụp ảnh Live Photo trên điện thoại iPhone có nghĩa là đó là một bức ảnh động. Một bức ảnh động nó tập hợp rất là nhiều frame ảnh lại với nhau. Chính vì cái nguyên lý đó nên là mình sẽ tìm cách mình sửa được cái lỗi là nhắm mắt hoặc là mờ ảnh. Bạn đầu tiên là bạn vào sửa ảnh, nghĩa là edit á, sửa ảnh. Nếu mà bức ảnh này được chụp ở chế độ Live Photo, khi bạn vào cái phần chỉnh sửa edit á, thì nó sẽ có cái nút Live Photo ở bên dưới đây. Bạn bấm vào thì nó sẽ xuất hiện ra cho mình một cái dải ảnh. Lúc đó bạn chỉ cần trượt, bạn kéo, bạn tìm cái frame ảnh nào mà bạn thấy vừa ý thì bạn chọn nó. Đây, mình zoom lớn cho bạn xem. Nhắm mắt, rồi bạn kéo tới phía trước, rồi bạn trượt tới. Đây, rồi mở mắt ra. Đây, mình nhắm mắt, đây là mở mắt. Rồi mình zoom nhỏ lại, đây là tấm nhắm mắt ban đầu nè. Đây, mình sẽ chọn tấm mở mắt. Rồi bạn, khi mà bạn chọn được cái frame ảnh vừa ý bạn đó, thì bạn bấm vào đặt làm ảnh chính. Rồi tiếp tục là xong và để lưu ảnh đây thôi. Đấy, bức ảnh đã được mở mắt ra. Tương tự giống vậy thì bạn sẽ sửa bức ảnh mà bị rung tay. Rung tay mờ nhè, đây nó mờ nhè. Rồi bạn vào cái phần edit chỉnh sửa ảnh. Rồi nhấn vào nút Live Photo bên dưới. Đây là cái lúc mà hình bị mờ. Đây, mình zoom lớn cho thấy dễ thấy rõ. Mình cứ trượt thôi. Đây là mờ, đây rõ nhất. Đây là mình sẽ chọn cái frame này làm ảnh chính. Rồi mình bấm vào. Đây là mờ đây, là mờ lúc nãy bằng đầu tiên đây. Đây là mờ và rõ nét. Rồi mình đã chọn, khi đã chọn được cái frame ảnh ưng ý rồi thì bấm vào nút xong để lưu lại hình ảnh. Thế là xong. Đó, bạn thấy rất là nhanh. Nhưng mà với điều kiện là bạn chụp bằng cái chế độ Live Photo thì mới sử dụng được cái chức năng này. Bạn mở camera lên. Đây là tắt, đây là mở. À, theo mình thấy thì khi bạn đi chơi hay bạn đi du lịch, trước khi chụp ảnh thì bạn nên bật chức năng Live Photo lên, rất là hay. Để mà mình dự phòng để trường hợp mà khi nào lỡ bị nhắm mắt thể vào chức năng Live Photo để bạn chỉnh sửa bằng tìm là được. Khi các bạn lướt trên mạng xã hội đó, các bạn thường hay thấy mọi người đăng trên story của mình đó, những cái bức ảnh được là ghép chung một cái khung giống như thế này, trông rất là hay. Có nghĩa là rất là nhiều khoảnh khắc, bạn thấy đó, rất là nhiều khoảnh khắc cùng chung một cái bộ ảnh đi chung với nhau, cho người xem người ta dễ theo dõi hơn và cũng nó cũng lạ. À, bạn có thể xem. Khi mà bạn muốn ghép những cái tấm ảnh này chung một cái khung với nhau như thế này á, thì bạn cần phải cài một cái ứng dụng của bên thứ ba. Trong khi đó thì ngay trên chính cái điện thoại iPhone á, nó có sẵn cái công cụ mà bạn làm rất là nhanh. Đây, mình ví dụ cho bạn xem. Ví dụ mình cần ghép bốn tấm ảnh này. À, mình ghép 4 tấm ảnh này. 3 và 4, 4 tấm. Mình sẽ giờ mình chọn ảnh 1 2 3 4. Bên dưới cùng nó có cái nút chia sẻ nè, bạn bấm vào chia sẻ. Bạn vuốt lên trên, bạn thấy có cái công cụ gọi là lưới ảnh. Đây, lưới ảnh ha. Bấm vào lưới ảnh. Rồi lúc này bạn sẽ chọn lại lần nữa. Trên đây nó có chữ thêm. Bạn bấm vào chữ thêm như này. Bây giờ tiếp theo là nhiệm vụ của bạn là bạn bấm vào chia sẻ dưới đây nè. Lưu hình ảnh về thôi. Nghĩa là hình ảnh này sẽ được lưu về album ảnh của bạn đó. Là một ví dụ tiếp theo nữa. Ví dụ như mình chọn 4 tấm cảnh biển này ha, 1 2 3 4. Rồi mình chọn 1 2 3 4, 4 tấm cảnh biển này. Rồi mình vào nút chia sẻ tương tự. Tiếp theo là chia sẻ, vuốt lên trên. Đến cái công cụ lưới ảnh, bạn bấm vào.
Rồi nó yêu cầu bạn chọn lại lần nữa thì bạn chọn tiếp tục 4 tấm ha, 1, 2, 3, 4 thêm. Đây rồi, rất là đẹp. Rồi, bạn bấm vào chia sẻ, lưu lại hình ảnh. Đó, được lưu vào album ảnh rồi ha. Rồi mình giờ mình trở ra album ảnh mình kiểm tra coi. Đây. Rồi bây giờ bạn có thể sử dụng những cái tấm ảnh này nè, bạn có thể đăng trên story rất là nhanh và hay lạ mắt nữa. Khỏi cần phải sử dụng một cái ứng dụng khác để ghép lại. Ngay trên điện thoại iPhone nó có sẵn. Có một cách thứ hai nó ít thao tác hơn. Bạn có thể truy cập thẳng vào cái phím tắt. Phím tắt nó nằm trong mình để trong tiện ích nè, chọn bấm vào phím tắt. Thì trong cái phím tắt này nó có sẵn cái công cụ lưới ảnh ha bạn ha. Bấm vào lưới ảnh nè. Mình chọn 4 tấm ảnh, 1 2 3 4. Thêm. Rồi. Rồi, rất là nhanh. Còn bấm vào chia sẻ để mà lưu hình ảnh lại. Bây giờ mình ghép 4 tấm, ví dụ như mình nhiều hơn 4 tấm, 5 6 tấm thì nó có làm được hay không? Phím tắt vô lưới ảnh. Rồi tiếp theo là bạn chọn ảnh, ví dụ mình chọn 6 tấm này đi, 1 2 3 4 5 6. Rồi bạn bấm nút thêm. Rồi. Rồi đã ghép xong. Bây giờ mình lưu hình ảnh rồi. Rồi bây giờ mình trở ra album ảnh để mình xem. Đây. Rồi bạn xem đến đây thì bạn sẽ thắc mắc là tại sao nhiều cái điện thoại khi bấm vào chia sẻ thế này thì là kéo lên trên thì cái công cụ lưới ảnh này nó không có nằm trong cái menu chia sẻ, hoặc là trong cái phím tắt này nè nó không có công cụ lưới ảnh này. Thì nếu mà bạn quan tâm thì đến bạn theo dõi đến cuối video chỉ cho bạn cách để thêm cái công cụ lưới ảnh này vào phím tắt và vào trong cái menu chia sẻ. Khi mà bạn được chụp cho những tấm hình trông hơi bị nấm lùn thì mình có một cái mẹo để giúp bạn cải thiện chiều cao. Mình có một ví dụ cho bạn nhé. Rồi bạn vào sửa ảnh, bạn vào cái phần cắt ảnh dưới đây. Rồi bạn chọn vô cái mục bên ngay giữa đây nè. Bạn kéo về phía bên tay phải. Đấy. Rồi lúc này cái chân nó bị cắt thì bạn kéo lên trên. Bạn thấy chiều cao vừa ý bạn thì bạn dừng lại. Rồi mình thấy như vậy là vừa. Đừng làm lố quá thì trông nó hơi bị giả. Sau khi mà bạn làm xong thì bạn bấm vào chữ xong. Đấy. Đây bạn xem lại nha. Đây là cái bức hình đường mới vừa được kéo dài chân ra. Còn đây là bức hình gốc. Bạn có thể chỉnh sửa và kéo dài chân cho một cái bức ảnh chụp chung tập thể cả nhóm bạn. Bạn tương tự như vậy, bạn vào sửa ảnh. Rồi vào mục giữa này. Rồi bạn kéo vô phía, đẩy vô phía bên tay phải. Cái chân nó bị móc xuống dưới thì bạn kéo lên trên. Bạn có thể di chuyển sao mà cho vừa bút vừa ý bạn. Nhưng mình thấy như vậy là ổn rồi. Bạn bấm vào xong nhé. Rồi mình xem lại kết quả nha. Đây là bức ảnh gốc. Đây là bức ảnh gốc này nè. Đây là bức ảnh mình mới vừa sửa xong. Đấy, bạn thấy thật là vi diệu đúng không? Tư thế ngồi khác xem như thế nào nhé. Đây mình vào sửa ảnh, vào phần cắt ảnh hay giữa đây, bạn cứ kéo chậm chậm thôi, bạn kéo chậm chậm canh theo vừa mắt. Đây, rồi bạn kéo lên trên để cho đừng bị mất cái chân á. Sau khi vừa mắt bạn thì bạn bấm vào chữ xong để lưu lại. Rồi thử so sánh nha. Đây là ảnh đã được kéo dài chân, còn đây là ảnh gốc. Thôi bạn thấy sự khác biệt này rất là thú vị đúng không? Khi mà bạn đi du lịch á, được chụp rất là nhiều ảnh đẹp. Điều không hay là cái nền trời á, nó không được đẹp cho lắm. Phải chi nó tươi tắn, màu xanh hơn một xíu nữa thì sẽ đẹp hơn. Thì mình sẽ vào chia sẻ, thì bấm vào chia sẻ. Bạn kéo lên trên, chọn vào cái dòng là chỉnh mây bằng công cụ AI. Rồi bạn bấm vào. Cái công cụ nó sẽ hiện ra cho mình một cái bảng menu, nó hỏi mình là bạn chọn mây hay là chọn mây, nó tự chọn mây ngẫu nhiên, nghĩa là cái AI nó tự làm cho mình á, hoặc là bạn chọn mây từ cái album ảnh của chính bạn. Chọn cái mục đầu tiên là chọn mây từ cái bộ sưu tập của công cụ AI này. Chọn thử chọn thứ mây khác, mình chọn kiểu mây này. Mình thấy vừa mắt rồi nên mình sẽ bấm xong. Nó hỏi mình là muốn làm gì tiếp, là lưu ảnh
hoặc là chọn kiểu mày khác. Mình thấy ổn rồi nên là mình sẽ chọn lưu ảnh lại. Mình sẽ vào album ảnh để mình kiểm tra là bức ảnh lại. Đây, đây là ảnh gốc lúc đó ban đầu. Thì là ảnh nó thực thêm mây. Ghép mây cho mình khá là ổn đúng không các bạn ha? Khá là tự nhiên. Bức ảnh này về chiều có tí xíu hoàng hôn nhưng mà chưa có rõ nét lắm, nên mình sẽ thử thêm cảnh mây hoàng hôn vô. Mình vào chia sẻ, kéo lên trên, chọn chỉnh mây cho ảnh bằng AI. Đây, chọn cái tấm cái mây này cho nó nhẹ nhàng tí. Đây, wow, khá là ổn các bạn ha. Mình bấm vào chữ xong, nó hỏi mình muốn làm gì tiếp, là mình thấy lưu ảnh hay chọn kiểu khác. Mình thấy bức ảnh vừa rồi là ghép vào là khá là chuẩn rồi nên là mình chọn lưu ảnh. Rồi bây giờ trở ra ảnh để xem thôi. Đây là ảnh gốc bạn ha, ảnh gốc. Rồi xem đến đây là nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao cái điện thoại của mình khi mà bấm vào chia sẻ, kéo lên trên lại không có chỉnh mây cho ảnh bằng công cụ AI, không có dòng lệnh này trong cái bảng menu chia sẻ. Cuối video mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà thêm cái dòng lệnh này vào cái bảng menu chia sẻ. Tiếp theo là mình sẽ chỉ cho các bạn cách thêm cái công cụ mà lưới ảnh vào trong cái phím tắt này. Trước tiên là bạn phải có phím tắt trước cái đã. Nếu mà bạn chưa có phím tắt này có sẵn trên điện thoại iPhone thì bạn vào App Store này, bạn tìm cái từ phím tắt. Rồi có phím tắt rồi ha, bạn bấm vào phím tắt. Đây đây, ngay đây nè. Đây là một cái công cụ của điện thoại iPhone, nó có sẵn. Đây tại do mình tải về rồi nên là mở, còn nếu bạn chưa có tải về thì nó sẽ có cái chữ nhận, rồi bạn bấm vào thì tải cái phím tắt này về. Bạn mở phím tắt lên, rồi bạn vào bộ sưu tập ghi gốc đây nè. Rồi bạn cứ vuốt lên trên rất là nhiều phím tắt. Rồi để mà tránh mất thời gian là mình sẽ tìm cho nó nhanh thôi mà ha. Bạn như đây bạn tìm lưới ảnh. Tìm lưới ảnh. Đây có sẵn đây, đã có sẵn lưới ảnh rồi thôi, bạn thấy không? Thì bạn có muốn thêm cái phím tắt nào thì bạn trên đây nó có dấu cộng nè, bạn bấm vào dấu cộng, cứ bấm dấu cộng. Rồi cái lưới ảnh này được thêm vào trong phím tắt mình rồi đó. Rồi bây giờ bạn về trở vô cái gọi là cái phím tắt của tôi nè, bên dưới cùng á, bấm vào phím tắt của tôi. Đó, cái lưới ảnh đó đã sẽ xuất hiện. Tiếp theo là cái lưới ảnh này để xuất hiện trong cái menu chia sẻ thì bạn bấm vào dấu ba chấm để cài đặt nó. Thì bạn bấm tiếp theo trên đây. Đây, trong bảng chia sẻ bạn bấm vào đây. Rồi bạn bấm vô xong. Giờ bạn bấm, bạn trở ra album ảnh ha, bạn bấm vào chia sẻ. Đây, công cụ lưới ảnh đã xuất hiện trên trong cái menu chia sẻ nè, các bạn thấy không? Tiếp theo nữa bạn cần phải làm thêm một cái bước cài đặt nữa để cho cái lưới ảnh nó sẽ sắp xếp ảnh đẹp hơn. Theo bạn bấm vào dấu ba chấm, bạn kéo lên trên, kéo lên. Rồi đến cái dòng này nè, bạn chú ý đến dòng này ha. Bạn kết hợp hàng, bạn bấm vào thì là mình chọn theo chiều dọc. Thử có một kết hợp nữa nè, bạn bấm theo chọn theo chiều ngang. Một nghĩa là cái trên bạn nhớ không ạ? Cái trên là dọc, cái dưới là ngang. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà thêm những cái phím tắt chỉnh mây, rồi phím tắt các ảnh 3D. Các ảnh 3D là cái công cụ để cho mình lồng ảnh, ghép vào lồng ảnh vô trong cái bộ sưu tập phím tắt của mình. Rồi bạn mở trình duyệt Safari lên, từ này phím tắt VN, bạn bấm vào, bạn vô cái trang này, kéo lên trên. Đây là phím tắt của mình đang cần tìm đây, chỉnh mây nè, bạn bấm vô. Rồi sẽ hiện ra quảng cáo, bạn bấm vô trên đây để tắt đi. Rồi, hướng dẫn bằng cài, bấm vô nhận phím tắt. Khi bạn bấm vô nhận phím tắt này thì nó sẽ xuất hiện trong đây. Đây, nó xuất hiện trong đây. Cái phím tắt cắt ảnh 3D, bây giờ bạn mở trình duyệt Safari lên. Bạn gõ cái từ này, rcut.com 1745, bạn bấm vào đây. Sẽ hiện ra một cái giao diện giống như vậy, bấm bấm để tải về, mở trong phím tắt, bạn bấm dấu cộng nè để thêm phím tắt. Thì sau khi mà bấm vô xong thì nó sẽ hiện tự động, nó hiện vô trong cái của mình đây. Tiếp theo là mình sẽ cho mấy cái phím tắt này nó sẽ xuất hiện trong cái menu chia sẻ. Rồi mình bạn bấm vô cái menu chia sẻ, bạn vuốt lên trên á
thì nó sẽ hiện ra những cái phím tắt cho mình, rồi chỉnh mây nè, cắt ảnh 3D nè, thì nó sẽ xuất hiện trong cái menu chia sẻ này. Bạn vô phím tắt ha, rồi chỉnh mây cho ảnh, bạn bấm vào dấu ba chấm đây, bạn bấm tiếp tục lên đây ha, thì bạn trượt qua bên đây mở cho nó, để mở nó lên rồi xong rồi bấm vô ít. Tương tự giống vậy, cái phím tắt và cắt ảnh 3D bạn bấm lên đây, vào đây rồi trong bảng chia sẻ ngay chỗ này bạn trượt qua màu xanh rồi xong, bạn tắt đi. Thế rồi khi bạn bấm vô trong cái bảng cái menu chia sẻ nè, nó sẽ hiện ra cho bạn các cái phím tắt lúc nãy nè, phím tắt cắt ảnh 3D, phím tắt chỉnh mây, phím tắt lưới ảnh. Nếu các bạn thấy video thú vị, mấy bạn nhớ subscribe giúp mình nhé, và hẹn gặp bạn trong các video tiếp theo.